vâng thị trường giảm điểm bởi vnd thị trường giảm điểm bởi vbs vậy À, thị trường nó giảm điểm có đúng như là những cái tin đồn mà rất là nhiều những như anh chị nhà đầu tư đang đồn trên thị trường hay không thì trong cái video này mình sẽ có những cái phân tích gửi đến anh chị nhà đầu tư cũng như là mình sẽ review lại vinindate và đưa ra một số mã cổ phiếu để anh chị có thể có được một cái góc nhìn tốt hơn về cái cổ phiếu đó và có thể mua hoặc bán trong cái giai đoạn này ok trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta thấy sau những phiên biến động khá là mạnh của vinindate với những cái mức thanh khoản từ 26 ngàn tỷ, 27 ngàn tỷ, 40 ngàn tỷ à đến ngay hôm nay thì nó tầm đâu đó là 30 ngàn tỷ. Vậy cái với cái mức mà chúng ta thấy quá rõ đúng không? Với một cái mức mà thanh khoản mà nó đang khá là mạnh như hiện nay á thì chắc chắn là những công ty chứng khoán sẽ bắt đầu có những nhịp là gì? cạn tiền. Có những nhịp cạn tiền và đặc biệt là chúng ta để ý và chúng ta thấy là cái báo cáo tài chính của tất cả công ty chứng khoán những doanh nghiệp sẽ được chốt vào ngày bao nhiêu ạ? À? là ngày cuối cùng của tháng này thì cuối cùng của tháng này thì nó tầm đâu đó là khoảng là ngày à, 31 tháng 3. 31 tháng 3 là ngày chủ nhật rồi cho nên là có thể là ngày 29 tháng 3 nó đã, đã chốt xong. Vậy cái việc mà những công ty chứng khoán hiện nay à, nó đang trong một cái tình trạng căng margin là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ở trên mạng đang có khá là nhiều những tin đồn rằng là VBS siết margin à, siết này cái các kiểu thì mình sẽ có những cái đánh chính trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. À, trong cái view ngày hôm nay để cho anh chị nhà đầu tư uh, hiểu rõ hơn, đặc biệt là thị trường ngày hôm nay á, là khi mà mở cửa thì chúng ta thấy ra một cái trạng thái là Vinindex tiếp tục test lại ở cái vùng bao nhiêu là một hai tám sáu một hai chín mươi khi mà test lại vùng này thì nó tạo ra được một cái gì một cái cầu bán, cái cầu bán thì cái cầu bán nó đến từ cái gì, cái rủi ro của khá là nhiều những nhà đầu tư họ đang lo sợ rằng là ở đây thứ nhất là Vinindex nó đã tăng quá nóng là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì cái thứ hai nữa là cái tin khá là tiêu cực đến từ cái việc mà cái hệ thống giao dịch chứng khoán của công ty chứng khoán VND gặp cái sự cố bị tấn công thì ở đây thì rất là nhiều những anh chị nhà đầu tư cũng có đọc qua và có thể đều biết là ở trên mạng nó cũng đang đồn rất là nhiều đúng không thì vậy là chúng ta cần phải đọc về những cái web và chính thống của mình đi hoặc là chúng ta phải đọc những bài báo này đó thì chúng ta thấy là có gì đây Đúng không nó nói là nó tấn công nó đòi tiền chuột này cái kiểu nhưng mà ở trên báo thì nó lại không như vậy thì chúng ta phải đọc những tin tức trên báo này để cho nó chính xác và cái đến nữa là về một cái thông tin là VBS VPS à, VBS à, bị à, siết một số cổ phiếu bảy à, 70 mã này cái kiểu thì nó đồn rắn trời trên mạng đúng không anh chị đó thì việc ở đây thì chúng ta thấy là cái nghiệp vụ của công ty chứng khoán thì đa phần chúng ta đều thấy khá là rõ là ở thời điểm mà cuối quý thì nó sẽ có những cái phần mà chốt về tỷ lệ mặt riêng nếu trường hợp mà ở trong một cái thanh khoản nó như vậy mà chúng ta cho vay nhiều quá đúng không cho vay vượt mức thì khi mà chúng ta chốt chúng ta làm báo cáo thì nó dẫn đến một cái trường hợp gì nó sẽ vi phạm lực cho nên là chúng ta cần phải lưu ý là à, thời điểm này thì cơ bản thì nó cũng không xấu đâu anh chị à, và việc mà index nó vẫn tiếp tục một cái thế nến như vậy thì mình vẫn đánh giá là là chưa có một cái kịch bản gì gãy ở đây cả lưu ý nha nó vẫn chưa có một cái kịch bản gãy ở đây cả mà ở đây chúng ta thấy khá là rõ là nó vẫn đang đi trong một cái trend đúng không thứ nhất là chúng ta thấy là ở những vùng này nó, nó đang chạm vùng kháng cự nó với một cái von to thì nó đang, đang có thể là nó sẽ bứt phá được nếu trường hợp mà cái dòng tiền nó vào mạnh tiếp tục thì nó sẽ bứt phá được và hiện nay là chúng ta để ý một cái kênh song song của vn thì nó vẫn đang gì nó vẫn đang là uptrend đó thì như vậy thì chúng ta cũng không quên quá lo sợ về cái thị trường hiện nay đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải để ý là thị trường chắc chắn là trong ngắn hạn thì có thể là nó sẽ có những giảm điểm. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là nó giảm điểm và nó sẽ tạo ra được một cái biên. Có thể uh, sáng nay mình vẫn nói với nhiều khách hàng của mình trong room uh, khách hàng là có thể là nó sẽ đi ngang trong một cái biên gì ạ? À? Là 1 2 3x nè. 1 2 3x đến 1 2 8x đại loại nó chỉ ở vùng này thôi cho nên là khi mà nó kéo mạnh quá thì cũng đừng có fomo quá đúng không tại sao nó lại đi trong cái biên này tại vì cơ bản là chúng ta để ý và chúng ta thấy là ở những vùng này là những vùng kéo căng của nó đúng không thì cơ bản đến vùng này và ngay vùng kháng cự thì nó phải có những cái nhịp gì hỗ trợ gì hỗ trợ của dòng tiền để nó vượt qua được còn khi mà nó không có hỗ trợ vùng tiền thì nó bắt buộc gì nó phải đi ngang để nó test liên tục ở những vùng này để nó xây nền và khi mà nó vượt qua được thì nó sẽ tiếp tục là nó tăng tiếp và nó sẽ bay khá là mạnh Tuy nhiên trong giai đoạn này thì mình đánh giá là thị trường rất có thể là nhiều khi là nó lại quay về cái vùng bên dưới này có thể là nó đi ngang mà đúng không thì nó có thể là nó sẽ quay về cái vùng bên dưới này nó có thể là nó chạm về cái vùng trên này một hai ba mươi đại lộ những vùng này thì có thể là trong những ngày tới nếu trường hợp mà thị trường nó xấu quá thì nó sẽ rơi vào những vùng này à, nếu trường hợp mà cái sự cố khắc phục của cái công ty chứng khoán VND đi chưa được khôi phục thì như vậy là ở những công ty chứng khoán khác người ta cũng đang lo sợ đúng không cộng với việc là cái sức mua của thị trường nó sẽ không có ở đây chúng ta thấy quá là rõ là cái thị phần cái gì của vbs nè cái thị phần của vbs thì nó đang chiếm tốt một nhưng mà cái gì vbs nó hiện nay là lại đang có những cái dấu hiệu là gì là hiện nay là chúng ta thấy là nó đang siết một phần margin ta đó siết một phần duyên như vậy là cái lượng mua nó sẽ giảm xuống cái sức mua nó sẽ giảm xuống thì ở cái đến nữa là cái cổ phiếu của cái cổ phần công ty, công ty cổ phần chứng khoán BND nè là tiếp tục là ở vị thế là top top 4 rồi đúng không? Thì như vậy là công ty BND cũng có trường hợp là hiện nay là không cho nhà tự mua. Tại sao đâu giao dịch được đâu mà mua đúng không? Thì như vậy là, là trong khi đó là cái công ty mà gọi là à, hai công ty này thì sắp tới thì rất có thể là nó sẽ có những cái chiêu hài nó 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 hạ margin để nó làm báo cáo quý. Đại loại như vậy thì như vậy là thị trường trong giai đoạn này thì có thể là nó sẽ có ba phiên chỉnh. Thì có thể là hai đến ba phiên chỉnh thì nó có thể là chỉnh đến vùng bao nhiêu ạ? À? Ở đây là ngày 25 thì có thể là nó sẽ chỉnh đến vùng ngày 28, 28 29 thì khi mà những công ty chứng khoán nó mở margin lại thì như vậy là nó đi vừa chạm lên vùng này. Thì như vậy là sao ạ? Là thị trường nó sẽ tiếp tục tăng đúng không? Thì có phải là nó sự trường nó sẽ tiếp tục tiếp tục tăng. Thì như vậy là chúng ta sẽ cần phải lưu ý và chúng ta chọn hàng, chúng ta chọn hàng để chúng ta mua thì nó khá là đẹp. Thì mình vẫn rất là kỳ vọng nó lên được. À, ngày hôm qua thì mình có nói khá là nhiều với khách hàng của mình là có kỳ vọng nó lên được vùng 1330. Tại sao mà nó lên được vùng 1330? Tại vì ở đây là chúng ta có một cái gap là đúng không? Chúng ta có một cái gap quanh cái vùng là 1330 đại lộ là những vùng này, đúng không? Chúng ta đi qua một cái xu hướng tầng chúng ta thấy khá là rõ là nó có một cái gap đây. À, thì có thể là nó sẽ lên đây để nó lắp lại cái gáp này xong rồi nó đi đâu nó đi đúng không? thì lên đây nó lắp ngay cái gáp này thì nó cũng ngay chạm ngay cái vùng trên này đúng không? thì nó cũng chạm ngay cái vùng trên này luôn thì như vậy khá là đẹp à, để cho một cái nhịp điều chỉnh tiếp tục đó đại loại nó là như vậy thì cơ bản thì mình đang rất là kỳ vọng lên đây thì vậy thị trường khi mà lên đây á thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu nào đúng không? đó đại loại nó là như vậy thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải quan tâm ngay trong cái giai đoạn này thì mình cũng sẽ có nhiều cái review tiếp về những cái uh, cổ phiếu uh, trong cái nhóm cộng đồng của mình cộng nhóm tư vấn thì anh chị có thể hỏi thì có thể là hỏi trực tiếp ở đó trong phiên uh, còn không thì ở trên uh, trên đây thì mình mà vẫn khuyến nghị anh chị nha mình vẫn khuyến nghị anh chị là nên vào ở những cái mã cổ phiếu giống như là massage nè à, những con này thì nó nó mới phá một cái xu hướng thôi đúng không nó mới phá một cái xu hướng tăng thôi đúng không uh, đây sorry anh chị nó mới phá một cái xu hướng giảm thì khi mà nó phá được thì nó ở những cái vùng mà 74 đúng không? Thì kịch bản của nó rất có thể là nó sẽ chạm về những vùng 74 này nó bật lên và sau đó là nó lại tiếp tục nó tăng. Thì dịp này thì mình đánh giá là Maxa nó có thể đâu đó là nó lên được ở những cái vùng này. À, đây, 90 này đại loại cho nên là trụ thì nó đánh không mạnh đâu. Nhưng mà nó đánh uh, như vậy thì chúng ta thấy là nó mới có một cái nhịp tăng thôi đúng không thì khi mà nhịp tăng xong rồi nó điều chỉnh nó đại loại còn nếu trường hợp mà xấu nó lại về sáu tám bảy thì nó nó cũng phải lên đây thôi nó cũng phải lên đây thôi. cơ bản nó là như vậy thì đây là một cái lý thuyết sống mà nhà đầu tư cần phải quan tâm là thị trường là nó không xấu đúng không thị trường không xấu mà nó đi theo một kịch bản này thì chúng ta cần đánh giá về những cái cổ phiếu mà tích lũy ở đấy nè điển hình như là nhiều nhà đầu tư họ bán đi cái cổ phiếu là thế giới động này anh chị thấy không à, khá là rõ đúng không ngày hôm nay thì động chạm 50 sau đó là bị bán dội ngược trở lại thì đa phần là sao là khi mà nó chạm về những cái vùng đáy bên dưới này nè nó chạm về những cái vùng đáy bên dưới này thì chắc chắn là nó sẽ bật lên đúng không nó bật lên và như vậy là nó tạo ra được một cái cầu tăng thì nếu mà trường hợp mà xấu nhất thì nó cũng quay về đây thôi đúng không 40 thì sau đó thì nó lại phá mạnh khi mà nó phá mạnh này thì nó dễ lên vùng đỉnh đại lộ là khi mà chúng ta thấy là những cái nhịp mà nó tích lũy khá là mạnh như vậy thì đấy chính là những cơ hội chúng ta gom hàng còn những cái cổ phiếu khác mà giống như là bán lẻ giống như là frt những con này thì nó đã không còn cơ hội để chúng ta tham gia được đúng không khi mà nó đã giá ở vùng này thì làm sao chúng ta tham gia được đúng không nếu trường hợp mà có hàng thì chúng ta chỉ nên giữ thôi và khi mà nó gãy khỏi cái vùng bao nhiêu ạ à? nó gãy khỏi cái vùng này nè chúng ta ý là có một cái vùng mà đây có nghĩa là sao ạ à? nó đã có gần bốn năm tuần nó không gãy được vùng 140 đúng không có nghĩa là khi mà nó gãy 140 là như vậy là nó xác định đây chính là một cái vùng đỉnh của nó và khi mà nó ở vùng đỉnh này thì chắc chắn là nó sẽ ra nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng bên dưới này nữa là 106 đại loại nó là như vậy và chúng ta cần phải lưu ý về những cái cổ phiếu như vậy để chúng ta biết cái phương hướng chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả đúng không cái đến nữa là những cái vùng này đúng không đại loại là những cái vùng này thì chúng ta thấy là ngay cả đi group nó cũng đã chạm vào những vùng đỉnh của nó đó đó, như vậy là chúng ta phải cần phải có những cái nhịp mà điều chỉnh đúng không? nhịp chỉnh hạt nó vượt đỉnh thì chúng ta mua sẽ khá là đẹp. đó thì đó là một số view của mình về dòng bán lẻ. còn với những dòng mà bất động sản phải phải nói là mình đã hô uh, khang cổ đúng không? À, giống như là đất xanh đúng không? đất xanh mình cũng đã nói khá là nhiều. nó khô khang cổ, cho nên là cơ bản thì những con này thì nó vẫn còn sao? chúng ta thấy là CO ngày hôm nay nó giảm khá là khá là ít đó hoặc là như đất xanh anh chị thấy là nó giảm khá là ít đó à, đích ngày kia các kiểu anh chị thấy không là những con này thì nó còn gì một cái trend lên thì có thể nó lên được 36 đại lộ nó là như vậy cơ bản thì sao những con này thì nó vẫn còn khá là mạnh đúng không dòng tiền nó bắt đầu vào rồi đó, ngày hôm nay chúng ta để ý và chúng ta thấy là Novaland cũng gì? khá là ngon đúng không Novaland cũng khá là ngon đây đại lộ như những con này thì ngày hôm nay nó có được một cái tin gì à, được cấp lại margin đúng không nó có một cái tin là nó được cấp lại margin cho nên là nó có những cái xu hướng là nó nó bay mạnh nó nó bay mạnh nhưng mà ngày hôm nay chúng ta để ý và chúng ta thấy là à, có một cái dòng tiền của gì à? của cá mập à, ở đây là tây tay mua khá là mạnh ngày hôm nay tây mua rồng 236 tỷ đúng không à, diễn biến của ngày hôm nay là tây mua rồng 236 tỷ trong khi đó bán vinamilk bán Nassan, bán vinhome có nghĩa là ngày hôm nay có thể là tự danh tự danh thì chắc giờ này thì chưa có đâu đúng không nhưng mà có thể là tự danh sẽ hôm nay cũng sẽ là một cái phiên đớp mạnh của tự từ danh đấy à, đại lộ nó là như vậy ha à, còn nhà đầu tư cá nhân thì ngày hôm nay là có thể là bị bị khóa rồi cho nên là mua sẽ rất là ít đại loại nó là như vậy thì như vậy dòng bất động sản thì chúng ta chỉ cần chọn hàng để chúng ta mua thôi hoặc là những cái cổ phiếu mà trước đó mình có khuyến nghị đây về dòng dầu khí là chúng ta thấy là nó vẫn đang là cái trên ngang thôi đúng không phải chờ vượt những vùng này chúng ta mới mua được à, BVD thì hôm nay thì nó lại tiếp tục là gì đánh khá là khó chịu đúng không? Nó cứ tăng lên một nhịp xong rồi xong phải xoay quay, tăng lên một nhịp xoay quay. Thì cơ bản nếu trường hợp mà chúng ta nhìn qua một cái tổng quan về đối với cái cổ phiếu này thì chúng ta thấy là nó vẫn đang gì? Ở một nhịp tăng, đúng không? Nó vẫn đang nhịp tăng, nó đâu có một cái xu hướng nào là giảm đâu đúng không? Ở những vùng này lên vùng này thì nó đâu có một xu hướng nào giảm đâu. Thì chúng ta phải chờ thêm đóng một cái tuần nữa thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta tính được là cái view của nó như thế nào. Better thì ngày hôm nay chúng ta thấy là, là cũng có những cái tín hiệu bay đúng không cũng vẫn có những cái tín hiệu bay khi mà giá nó dưới 18 Tuy nhiên là chúng ta thấy là, là những cái con này á, là đang là những dòng mà cổ phiếu mà nó chạy sao nè và nó đang trong một cái mô hình gì đúng không giống như một mô hình lá cờ đúng không anh chị thấy khá là rõ Tuy nhiên thì chúng ta thấy là về một cái trend của nó, đang khá là ngon thì như vậy là chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy sao là nó có một cái xu hướng gì hỗ trợ khá là mạnh ở những vùng bên dưới này thì những cái con này mà nếu trường hợp mà nó về được ở những vùng bên dưới này phải nói là mình mua khá là đẹp hay là ở những vùng này 18.6 mình bắt đầu mình mua đi những con này về những vùng dưới trong những phiên tới mà nó điều chỉnh á thì canh những cái con này mình mua thì mình đánh giá là khá là ngon đấy mặc dù là sao cứ chê nó nặng mông đi đúng không cứ chê nó nặng mông nhưng mà khi mà nó chạy thì nó chạy rất là khủng khiếp điển hình như giống như là dg đúng không ai cũng chê là nặng mông đúng không nhưng mà cơ bản sao một khi mà nó chạy thì nó chạy khá là mạnh đấy đó thì dòng dòng khí thì chúng ta lên để ý về BVS và BR ha còn kế đến nữa là những dòng cổ phiếu về thép thì chúng ta thấy là HPG thì con này thì chúng ta cũng chưa đánh giá được là HPG nó đang ở một kịch bản như thế nào ờ, à, là tiếp tục phân phối hay như thế nào nhưng mà cơ bản thì sao nó phải gãy cái vùng 29 thì nó mới xấu còn không gãy thì nó vẫn đang là một ở trên lên đúng không nó đang ở một cái trên lên và như vậy là chúng ta thấy là nó test lại ở vùng 29 nó bật test lại vùng 29 nó bật và trong một cái xu hướng ngắn của nó thì chúng ta thấy là nó có một cái sự gì đòi phá trên ngắn đúng không nó có một cái sự đòi phá trên ngắn nhưng mà lại không được đúng không không được tại vì nó gặp một cái phiên bán áp lực ngày hôm nay khá là rõ thì những con này nếu trường hợp mà về được ở vùng 29 x nè thì chúng ta phải múc đúng không phải múc và chúng ta sẽ có một cái điểm cắt lỗ ở đây nè đại lộ nó ở vùng 28 này. đại lộ nó là như vậy cơ bản thì chúng ta thấy là hoặc là chúng ta thấy là một về một cái trên cái trên của HPG là chúng ta thấy không về một cái trên như vậy thì cơ bản là nó về ngay cái vùng mà 29x này là một cái nhịp đỡ khá là mạnh đấy đó thì cơ bản là chúng ta phải lưu ý về những cái cổ phiếu này những con này sắp tới nó sẽ có nhiều tin tốt thứ nhất là chúng ta phải lưu ý là cái giá HTC đi bán ở xuất khẩu nó cũng khá là mạnh cái thứ hai nữa đây là, Trung Quốc nó đón nhà đầu tư mới liên tục đúng không? đón nhận từ mới tham quan liên tục cái thứ ba nữa là đại hội cổ đông đó đại loại như vậy thì chúng ta thấy là khá là ngon còn những cái cổ phiếu giống như hoa sen thì nó sao ở vùng này thì nó không có gì à, nó nó không có được một cái sự tăng giá gì cả nhưng mà nó lại đi ngang thì cơ bản hoặc là nam kim thì có thể là đối với bản thân mình thì mình đánh giá phải mua ở những vùng nền dưới này nè phải mua được ở những cái vùng nền bên dưới này thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta đu ở những vùng trên đại loại nó là như vậy ha còn đối với tiếp tục là đối với một số cổ phiếu uh, thép ngắn hạn như như là SMC nè à chúng ta thấy là những con này thì chúng ta thấy là uh, phải gãy cái vùng mà 11 thì chúng ta mới bán thôi còn không thì chúng ta cứ cầm đi, những con này thì mình đánh giá là không không phải là những cổ phiếu tiêu cực đâu, à, dòng đầu tư công thì chúng ta thấy là nó có một cái trend nó giống tương tự đúng không? nó giống tương tự như những cổ phiếu giống như BR giống như nãy nó có một trend thì chúng ta phải chờ nó phá cái trend này chúng ta mua sẽ đẹp hơn còn nếu trường hợp chúng ta mua gom thì chúng ta cũng phải chú ý là phải chờ nó phá trend mạnh LCG thì cũng tương tự nè VCG đa phần những con này thì chúng ta thấy là nó chạm cái vùng trên là nó lại bị bán xuống hết đó ngày hôm nay thì chúng ta thấy là FCN thì khá là mạnh nó có thể là ngày hôm nay là tự doanh có nhúng tay vào đại loại là nhúng tay vào ở trong đối với cổ phiếu này. tuy nhiên thì cái mức tăng nó thì cũng không nhiều đâu đối với những cái cổ phiếu như vậy. Đó thì cơ bản thì FCN thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta giữ được Và cắt lỗ thì chúng ta phải cắt ở vùng ngắn này nè. Vùng ngắn thủng 15 này đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt lỗ đại loại nó là như vậy ha. Còn đối với những cái cổ phiếu và dòng ngân hàng, dòng ngân hàng thì quá đẹp anh chị ha. MBB tuy nhiên thì con này đánh giai đoạn này đánh cũng khó hiểu rồi và đánh cũng rất là khó chịu khi mà nó sao nó tạo ra được một vùng xe quay và nó đánh gãy vùng xe quay xong lại nó kéo nó vượt vùng xe quay và qua đó nó quay gì nó nó bồ. cho nên là những con này thì xu hướng chủ đạo nó chưa có có nghĩa là hoàng nó và ctg là cũng tương tự là đây là những cái vùng mà gọi là chưa có à, thì cơ bản thì khi mà nó chưa có thì chúng ta không mua vi Ban thì con này là đang tích lũy đáy là những con này có thể bay bay được nó chạy được thì nó phải tăng lên khoảng đâu đó là tầm 20 25 phần trăm anh chị ha lên vùng 24 là có nha những con này mà chúng ta thấy là khá là rõ là những cái nền này thì nó không xấu đâu những con này mà nếu trường hợp mà nó bị bán thì, thì chúng ta canh ở những vùng nền bên dưới những vùng bên dưới là bé 19 là mua được nha đối với VB nha EIB cũng tương tự nè những con này thì nó chờ phá được những vùng này là nó bay rất là mạnh phải nói là như vậy ha. những con như này mà chờ được phá được những vùng này thì nó sẽ bay rất là mạnh đấy à, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về một số cổ phiếu khác giống như là A à, vietcombank vietcombank thì con này khá là ngon đúng không chị gãy xong kéo gãy xong kéo đại loại nó như vậy cơ bản thì nó vẫn tích lũy và đi ngang nhưng con này thì chờ tin cổ tức ra là nó sẽ tăng khá là mạnh đấy anh chị đánh thì có thể là chờ tin cổ tức bidv thì cũng tương tự à, ha. cứ chờ tin cổ tức ra được thì là nó sẽ bay khá là mạnh à, đó còn cái đến nữa là chúng ta đi qua dòng đặc biệt là một cái dòng khá là thu hút khá là nhiều nhà đầu tư đó chính là cái dòng chứng khoán này. ngày hôm nay chúng ta để ý mình thấy là ít, 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 ít tiếp tục là bị bán xuống có nghĩa là sao ba phiên bị bán trào ngược lại đúng không à, cứ lên vùng 20.5 là bị bán trào ngược trở lại à, thì như cơ bản thì chúng ta mua ít thì chúng ta phải mua được ở những vùng bên dưới này nè à, còn những vùng trên thì nó chưa có một cái động thái nào thì chúng ta chưa chưa tham gia được đại loại đó là như vậy chưa tham gia được hay là những cái dòng mà cổ phiếu về VND nè nó phải vượt ra những vùng đỉnh này thì như vậy là nó sẽ tích cực hơn đúng không vượt ra những cái vùng đỉnh này nó sẽ tích cực hơn còn không thì chúng ta phải canh ở vùng đáy chúng ta mua VCI ngày hôm nay cũng bị bán khá là mạnh đúng không VND thì lại không bị bán mạnh anh chị ha cổ phiếu xấu nhưng mà lại không bị bán mạnh trong khi đó là VCI lại bị bán mạnh đúng không VCI lại bị bán mạnh và kế đến nữa là SSI thì cơ bản những con này thì nó là sao là nó có một cái sự điều chỉnh nhưng mà lại điều chỉnh không quá mạnh cơ bản như vậy thì chúng ta phải chờ thêm những phiên tới nha À, thì có những tin tới mình sẽ review ở trong room cộng đồng của mình để cho anh chị nhà đầu tư tham khảo nếu mà được có điểm mua thì mình sẽ báo lên đó thì đó là một số view của mình còn trở lại với vnindex thì mình vẫn đánh giá là nó chỉ đi quanh quẩn ở vùng này thôi đúng không nếu mà trường hợp mà đi quẩn lên đây là vùng về chỉnh về một hai ba mươi xong rồi tăng thêm một trăm điểm nữa là khá là đẹp đó tại chỉnh về một hai ba mươi xong tăng lên một trăm điểm nữa là khá là đẹp thì cơ bản nó đi ngang thôi thì chúng ta sẽ chọn hàng chúng ta mua nha Ok đó là một số view và nhận định của mình về thị trường chứng khoán sắp tới và nếu trường hợp anh chị thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh và nếu trường hợp anh chị có tài khoản bên VBS mà chưa được ai chăm sóc thì có thể liên hệ mình để hỗ trợ chuyển ID về mình à, còn không thì anh chị có thể mở mới tài khoản để được vào những room tư vấn của mình Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video kế đến ạ